Trọng Hoàng khá nguy hiểm. Rồi không vào. Không được. Như vậy là trọng tài đã chỉ tay vào chấm phạt đền. Trọng tài Phùng Đình Dũng đã chỉ tay vào chấm phạt đền và xác định đó là tình huống mà các hậu vệ của Becamex Bình Dương đã phạm lỗi đời sau đối với tiền đạo Hồ Ngọc Thắng của đội chủ nhà, thủ thành Quốc Thiện Esele của Bình Dương. Valentic một cấm. Valentic đã đánh lừa được thủ thành Quốc Việt Esele và tỷ số là 1-0 dành cho đội chủ nhà SHB Đà Nẵng ở phút thứ 20. Rất nguy hiểm, cơ hội không vào. Đó là cơ hội dành cho tiền đạo Hồ Ngọc Thắng. Và chỉ có một trường hợp duy nhất, tức là vào ngay phút thứ 2 Abbas sút hỏng một quả mà người ta nghĩ, tức là quả đó sút ra ngoài còn khó hơn là quả sút vào trong phạm vi 6 mét. Thế thì đấy là một cái điều mà như vậy. Cái thứ hai nữa là Đà Nẵng hôm nay thua là Abdullah Suleiman có được 3 bàn thắng tại V-League năm nay. Đánh đầu, đó là pha lập công của Anh Đức. Một tình huống bật cao, chọn điểm rơi rất tốt của Anh Đức và tỷ số là 2-1 nghiêng về phía cầu thủ Becamex Bình Dương tại V-League năm nay và giúp cho Becamex Bình Dương có được lợi thế dẫn bàn. Đây là lần đầu tiên họ có được điều này trong trận đấu ngày hôm nay. Như vậy là vừa rồi thì lưới của đội khách đã rung lên, tuy nhiên bàn thắng không được công nhận. Không được, Việt Nam không vào. Là một trong những tình huống hiếm hoi trong hiệp thi đấu thứ hai này. Cầu thủ SHB Đà Nẵng có được cơ hội để ghi bàn thắng vào lưới của thủ thành Esele, nhưng pha dứt điểm cuối cùng của Đặng Anh Tuấn lại đưa bóng đi vọt xa. Abbas nguy hiểm. Tỷ số là 3-1. Đây là dấu chấm hết cho những hy vọng của đội chủ nhà SHB Đà Nẵng trong trận đấu ngày hôm nay. Chúng ta thấy được sự nguy hiểm của các cầu thủ Becamex Bình Dương, đầu tiên của Tăng Tuấn tại V-League năm 2014, và nó đồng thời chấm dứt những hy vọng có điểm của đội chủ nhà trong trận đấu ngày hôm nay. Khi tỷ số là 2-1 nghiêng về Bình Dương thì những hy vọng vẫn được nhen nhóm cho đội bóng của huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức. Tuy nhiên khi đã là 3-1 rồi và đây đã là phút thứ 90, phút thi đấu chính thức.